Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Quý vị thân mến, xét mối tương quan giữa đường số và lưu niên, đồng thời tính toán mức độ tác động của sao chiếu mệnh, từ đó phán đoán phần nào vận cát hung mà tuổi Mão sẽ gặp phải trong năm này. Tử vi tuổi Mão 2023 có nhiều khó khăn và thách thức, bước vào năm tuổi với sự kìm hãm của thái tuế và không ít hung tinh, cảm xúc và tinh thần của người tuổi Mão ít nhiều bị ảnh hưởng trong năm tới, tinh thần chi phối lên tất cả. Vì thế muốn tháo gỡ khó khăn hay thúc đẩy vận trình hanh thông hơn, chỉ còn cách chú trọng cân bằng cảm xúc, cụ thể như sau. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Mão 2023. Theo dõi tử vi của tuổi Mão cho thấy, đương số rơi vào vòng hạn 5 tuổi nên tai ương bủa vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch đổ bể, biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế áp lực là điều khó tránh. Đúng như câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa. Con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Công việc chững lại khó đạt được thành tích tốt, cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng, không gian phát triển không lớn lại liên tục phải dè chừng đối thủ, khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa, chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của tuổi Mão có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan. Đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của quan sát này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng, mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng. Việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a du theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn, đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Mão khi các tinh thiên ấn đồng hành. Bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới, và những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để may mắn và chịu tài lộc trong năm này. 2. Tử vi tài lộc tuổi Mão 2023. Xem tử vi 2023 của 12 con giáp thấy rõ về tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp, chịu tác động từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền nhưng kiếm ít tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự án lớn như mua nhà cửa, xe cộ, e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hạp làm ăn cũng sẽ gặp bất trắc nửa chừng, họ phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này, cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó bạn cần hết sức thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy, bạn không nên chủ quan. Bạn không nên chủ quan quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả trí lẫn chài. Trong năm mà tài vận bất ổn, hơn hết tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng. Nhìn chung tuổi Mão chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần. Và những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chịu tài lộc trong năm 2023 quý Mão. 3. Tử vi tính duyên tuổi Mão 2023. Đương đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của người tuổi Mão cũng dự đoán buồn nhiều hơn vui, duyên đến rồi đi, để lại cũng chỉ là những sự bé bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này.
Hung vận quá lớn trong năm, bản mệnh khiến tuổi Mão độc thân, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Đúng với câu, lá mối tối nằm không, nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn cũng khó tìm được người phù hợp. Nhìn chung tình cảm, sang dở, vừa tốn công lại vừa giày vò tâm lý, khiến bạn thêm mệt mỏi và chán trường. Với các cặp đôi do tâm lý trong năm đương đầu thái tuế có nhiều khúc mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng, không thể chối cãi. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm, tình cảm chưa có sự gắn kết, có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến đứt gánh giữa đường. Ngược lại, tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Và những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chịu tài lộc trong năm 2023 quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Mão 2023. Xem tử vi tuổi Mão 2023, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, lại có hung tinh thiên khốc cản trở, ra sức tắc oai tắc quái khiến sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Vì vậy, năm nay cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con sóc này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Thái tuế tác động còn khiến tâm lý bất ổn, tư tưởng nhiều bế tắc, cần có phương án giải tỏa kịp thời để tránh u uất. Nữ mệnh chú ý vấn đề về nội tiết, sinh lý, vấn đề con cái. Bên cạnh đó cần gia tăng luyện tập thể thao để điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tang chế trong nhà, tuổi Mão quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là với người lớn tuổi. Và những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Mão. 1. Tử vi tháng 1. Trong tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Mão gặp đôi chút khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp, bản mệnh ít có cơ hội thể hiện năng lực dù có vấp phải những sự cản trở đến từ đối thủ, tiểu nhân. Tháng này không có lợi cho các dự án cạnh tranh, cố chấp tiến hành dễ bị thua thiệt. Con giáp này cũng nên sáng suốt khi trao niềm tin, đôi khi người ta có thể lợi dụng sự ngay thẳng và bộc trực của bạn để gây tổn thất cho bạn. Tháng này nếu bạn tập trung phát triển những công việc mình đang làm tốt và có sẵn kinh nghiệm chuyên môn, tổn thất gặp phải sẽ ít hơn. 2. Tử vi tháng 2. Tài lộc của người tuổi Mão có những bước tiến triển tích cực hơn trong tháng 2 này. Chi tiêu trong tháng khá nhiều nhưng bù lại bản mệnh có nhiều nguồn thu nên mọi thứ cân bằng, không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Công việc cũng có sự tiến triển đều, cảm giác là mọi thứ thong thả hơn, không phải lao lực quá nhiều. Tình cảm lứa đôi ngày càng được củng cố, thêm phần hài hòa, đôi bên vững tin vào nhau thì yêu đương ngày càng mặn nồng, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Phương diện sức khỏe không đáng lo ngại, chú ý đi đứng cẩn trọng, lái xe đảm bảo an toàn, tránh gặp tai nạn bất ngờ. 3. Tử vi tháng 3. Trong tháng 3, tuổi Mão có thể đón một khoản lợi nhuận mới, chủ yếu đến từ việc kinh doanh buôn bán. Nhờ vậy các khoản tích lũy cũng tăng lên, có thể suy nghĩ đến các kế hoạch đầu tư khác để tiền tài ngày càng sinh sôi. Tuy nhiên trong tháng cũng cần đề phòng họa thị phi ập tới, những lời đàm tiếu từ kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. Người làm kinh doanh càng cần phải bảo vệ uy tín của bản thân. Tháng này chớ nên nghe theo lời người ngoài mà thay đổi quyết định của bản thân, rất dễ xảy ra sai sót. Ngoài ra hung tinh cũng gây ra ít nhiều bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Bạn có thể gặp vấn đề về môi cơ, đường tiêu hóa, dị ứng ngoài da. 4. Tử vi tháng 4. Bước sang tháng 4, tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu chững lại, chưa nhiều tăng trưởng hay đột phá. Con giáp này có thể có nhiều ý tưởng làm ăn, nhưng để thực hiện không hề dễ dàng. Bạn cũng nên dành thời gian đánh giá lại các kế hoạch của bản thân, tránh đau đầu chạy theo những mục tiêu viển vông, kẻo vừa tốn công sức, vừa tốn thời gian mà lại chẳng đem lại kết quả gì.
Một vài bạn có thể muốn đi xa, xả hơi, du lịch, thư giãn trong tháng này nên chú ý giữ an toàn cá nhân, tránh tới những vùng nước sâu, rừng thiêng. Ngoài ra trong tháng này cũng dẫn đến một số tâm lý nổi loạn, không thích bị kiểm soát, con giáp này dễ xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ với lãnh đạo. 5. Tử vi tháng 5. Xem tử vi tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão, tháng này rất thích hợp để bản mệnh lập kế hoạch tiếp thị khách hàng và mở rộng các mối quan hệ làm ăn, nhưng không nên nóng vội muốn kết quả mà bỏ qua quá trình, nếu không sẽ dẫn tới thị phi thiệt thân. Tháng này thu nhập đến chủ yếu nhờ nguồn chính tài, tức công việc chính. Nhìn chung bạn không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu, nhưng vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, kẻo chi nhiều hơn thu. Người độc thân có thể đón đào hoa trong tháng này, đối phương cũng có ấn tượng tốt về bạn. Nếu cảm thấy phù hợp thì nên để mối quan hệ tiến triển tự nhiên. 6. Tử vi tháng 6. Người tuổi Mão khá vượng về tài lộc trong tháng này. Các kế hoạch hợp tác làm ăn, tìm kiếm đối tác đều diễn ra thuận lợi. Một số bạn cũng thu về lợi nhuận dồi dào trong các dự án bất động sản. Đồng thời bạn cũng nên chú ý các vấn đề sổ sách, giấy tờ, chỉ một sai số nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Tiến trình phát triển sự nghiệp đứng trước nhiều cơ hội đổi mới, quan trọng bản mệnh dám làm, dám chịu thì tỷ lệ thành công mới cao. Nếu cứ chần chừ có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Mối quan hệ tình cảm ẩn tàng nhiều rắc rối với cả các cặp đôi đang yêu lẫn các cặp đôi vợ chồng kết hôn đã lâu. Nhân duyên của người độc thân không tồi, nhưng để tìm được người thực sự hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của mình quả thực khó khăn. 7. Tử vi tháng 7. Tháng này vận khí của người tuổi Mão đón kha khá thách thức, chủ yếu liên quan đến vấn đề kiểm tra, đánh giá năng lực. Chỉ cần bản mệnh giữ được bình tĩnh, tự tin phát huy khả năng thì không có gì phải lo lắng. Những người đang trong quá trình xin việc vấp phải sự cạnh tranh vị trí không nhỏ. Tài vận giảm sút, liên tục xảy ra tình trạng phá tài, hao tiền, tốn của vì những chuyện không đâu. Thời điểm này không thích hợp tiến hành đầu tư dù lớn hay nhỏ. Phương diện tình cảm cũng không thực sự suôn sẻ, người độc thân rơi vào tình trạng yêu thầm, yêu đơn phương không được hồi đáp. 8. Tử vi tháng 8. Người tuổi Mão có thể thấy hoang mang với một vài vấn đề xảy đến ở tháng này, sẽ có những biến động ngoài dự định khiến bạn loay hoay tìm cách thích nghi. Người nhanh chóng có thể nắm bắt những cơ hội phát triển nhất định, sau một số người vì quá do dự nên chưa biết tận dụng lợi thế của mình. Tháng này bạn cũng có thể được quý nhân chú ý trong công việc, vào thời điểm quan trọng cũng được đối phương chỉ đường, nước bước, song bản mệnh không nên quá sợ dẫm và may mắn, chỉ cần mình nỗ lực giành lấy thắng lợi. Và trong tháng này tuổi Mão không nên ôm chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi, làm ăn chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không rất dễ bị tổn hại. 9. Tử vi tháng 9. Vận trình tháng mới của tuổi Mão khởi sắc hơn, có quý nhân giúp đỡ nhiều phương diện, đa phần là nhờ những màn thể hiện xuất sắc của bạn nên được quý nhân chú ý tới. Công việc tiến triển đều đặn, khó tránh va vấp, nhưng đó đều là bài học kinh nghiệm quý báu giúp bạn hoàn thiện bản thân. Trong tháng này tuy đào hoa của bạn không quá rõ, nhưng với danh tiếng của mình, tuổi Mão vẫn có một vài cơ hội tình cảm. Nữ mệnh có thể nhận được nhiều sự theo đuổi từ người khác phái, song bạn có vẻ không quá thoải mái với điều đó. 10. Tử vi tháng 10. Công việc của tuổi Mão đứng trước nhiều thách thức ở tháng này, có thăng có trầm nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tính toán của bạn. Khả năng cao tháng này bạn có chuyến công tác hoặc du lịch xa, trên hành trình đó nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn trọng kẻo bị té ngã, thậm chí tai nạn xe cộ nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra tháng này vận thế không quá hung hiểm, dễ gặp được người có ích cho sự nghiệp, đôi bên đều nhiệt tình giúp đỡ nhau khi cần. 11. Tử vi tháng 11. Tuổi Mão có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này, nhưng cũng vấp phải rất nhiều cạnh tranh. Thời điểm này bạn không nên quá mức thể hiện bản thân một cách lộ liễu, kẻo dễ thu hút tiểu nhân quấy phá. Họa thị phi cũng luôn rình rập, bạn tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó nên cố gắng hòa giải. Đào hoa nở rộ cũng giúp người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng hiện tại, song mọi chuyện có thành hay không còn phụ thuộc vào việc bạn có mở lòng đón nhận hay không. 12. Tử vi tháng 12. Vận khí của tuổi Mão có khởi sắc hơn trong tháng cuối cùng của năm này. Dự án làm ăn đều có lợi thuận lợi, song để đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tham vọng của bản mệnh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, song vẫn có sự phối hợp với mọi người xung quanh, chớ nên làm việc theo ý mình kẻo gây ra xung đột trong tập thể. Sức khỏe có phần giảm sút, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải và chán ăn, thiếu vận động và thói quen suy nghĩ tiêu cực là những nguyên nhân chính khiến bạn mệt mỏi như vậy. Ngoài ra cần đề phòng bệnh cũ tái phát.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Mão trong năm này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!